Hi, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ mình đã về tới nhà rồi và mình sẽ cho các bạn xem mình mua được những gì nha. Tại vì hôm nay á đồ mình lựa rất là nhiều luôn và bây giờ á, sẽ khui hết. Đây nè các bạn. Cái này là mình mua 100 200 mấy đồng thì chị mình mua cũng mấy chục đồng chắc xem 100 đồng vậy đó thì mình ước lượng là cái đám này khoảng 300 mấy là coi như là khoảng 6 triệu. 6 triệu tiền Việt Nam các bạn, 6 triệu mấy nhé các bạn. Nhưng mà cái này á là mình định mới đầu mình chỉ mua rau rau với trái cây thôi à, chứ không có định mua là đồ ăn nhiều. Chỉ có mua một mớ thịt bò tại vì ở nhà còn thịt heo với thịt gà nhiều lắm cho nên không có mua. Mua thêm mớ thịt hai con cá. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem là mình mua được những gì nha. Hai mọi người bây giờ mình sẽ khui cho các bạn xem nha. Cái này là bà chị mình mới mua một thùng. Cái này là một hủ tiếu khô để dành đi làm á, cái đem theo ăn các bạn. Còn cái này á là dâu nè mọi người, một hộp dâu ba đồng mấy nè mọi người. Dâu ba đồng mấy rồi á. Cái này á thì đọc bí nè, đọc bí hồi nãy mình thấy họ bán ngon quá, mua về xào ăn mọi người. Xào xào không á, xào tỏi mỡ tỏi cũng ngon nữa nè. Cái này mình mua hai trái dưa leo đây. Rồi hai cái phần này để ra đây nha. Dưa leo này nè, mình thích ăn dưa leo này lắm. Dưa leo này các bạn có thể xào được, ăn sống cũng được, nó giòn lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ chất cho hết, xong bắt đầu mình sẽ lau nó sau nha các bạn. Thì tại vì bữa mình quay video là mình vừa quay mình vừa lau á thì nó lâu quá các bạn. Thôi bây giờ mình cứ chất cho hết đi cho mọi người xem rồi mình chút nữa mình lau sau. Thôi các bạn coi nè. Nhìn đây thêm một dĩa đọc bí nữa nè, nhìn hấp dẫn ha. Đó, đọc bí. Cái này nó bán 5 đồng mấy một phao đó các bạn. 5 đồng mấy một phao. Cái này là chỉ có 61 phao, 61 phao thôi à. 5 đồng mấy đó các bạn chứ không rẻ đâu mọi người. Cái dĩa này coi như là 2 đồng, dĩa này 3 đồng. Giá nó là 5 đồng mấy. Mắc nha. Chứ đâu rẻ đâu. Còn cái này á là nước ép. Nước ép trái cây, trong đây nó có táo, dứa, lê rồi nho dâu gì đó. Cái này họ xay nước ép để dành uống dạng mầm, bổ sung vitamin đó mọi người. Thường mình ăn á là nó sẽ không có đủ chất dinh dưỡng nhiều đâu. À, cái này mình mua nấm nè mọi người. Đó, nấm này nấu canh, nấu canh ăn cho nó mát người. À, còn cái này thịt bò nè, thịt bò này mình mua chút về mình sẽ bỏ ra mình nướng hoặc là mình áp chảo mình để mình ăn lễ các bạn. Đó, hấp dẫn không, miếng thịt bò hết sức ngon luôn. Rồi còn cái này á là trái đậu. Cái này là trái đậu các bạn. Mà mình không biết cái đậu này đậu gì luôn mọi người. Không biết cái đậu này đậu gì. Các bạn biết cái đậu này tên gì không? Các bạn comment cho mình biết với. Nè, mua về ăn thử nè các bạn. Nè, nhìn nó cái trái của nó thì giống như trái trái đậu que vậy đó. Nhưng mà nó bự hơn. Không phải, giống như đậu đũa vậy đó mà nó bự hơn. Đó. Mà cái thân nó có khứa 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 thì giống như trái khóm mà trái mướp mà mướp khía các bạn, giống vậy đó mọi người. Đó. Không biết đậu gì luôn. Để qua bên đi. Đó. Nè, hồi nãy mình có mua được mớ thơm. Mình mua được mấy trái thơm nữa các bạn. Thơm nhìn ngon quá trời luôn mọi người. Nè. Thơm nè. Rồi á. À, cỏ này là xả. Xả này mình mua về mình ăn. À, bún mắm các bạn. Đó, bún mắm. Đó, mình mua 5 cây luôn để mình sẽ nấu cái nồi bún mắm. Tại dạo này lâu lắm mọi người thèm bún mắm. Bữa trước là do ho các bạn. Ho quá không dám ăn bún mắm. Tại vì ho mà ăn bún mắm thì bao giờ nó mới khỏi. Đâu dám đâu. Cái thôi để chờ nó bớt ho đi rồi mới dám ăn bún mắm. Đó, còn cái này là trái bí ngòi nè mọi người. Bí ngòi là mình mua 2 trái, không có mua nhiều. Hồi trước mới qua tham á mua nhiều, chứ hồi đó ở Việt Nam á mình ăn á, gia đình đông á mình mua nhiều. Gia đình lúc đó là ở Việt Nam mà tới 2, 4, 6 6 người 6 người lận, 6 người, 7 người lận. Cho nên nhiều khi mình mua ra ăn nhiều lắm.
giờ có hai vợ chồng mà bây giờ mình biết rồi, mình tiết chế là mình mua hai trái thôi. Hai trái này xào qua cũng một chảo bự lắm các bạn. Rồi ha, rồi tiếp nữa coi còn cái gì nữa không. À đây nữa là mùi, à, 8 đồng 39 sen, mà cái thịt heo này là 3 đồng 99 sen, mà cái dĩ này là 2 phao 100, thì tương ứng là cái dĩ này là khoảng 900 gram 950 gram, gần 1 ký, thì khoảng xem 1 ký đó, xem 1 ký mà là 8 đồng 38 là coi như là 160 gì này các bạn, 160 dĩ này đó. 3 đồng 9 cho 4 đồng đi, 4 đồng á thì cũng giá thịt heo cũng rẻ hơn Việt Nam đó các bạn ha. Này là thịt ba rọi nha các bạn, đó. Thịt ba rọi ở Việt Nam mình á giờ cũng 100 mấy các bạn. Rồi còn thịt bò, cái miếng thịt bò này là nãy nếu nha có xem video trước đó, thì các bạn sẽ biết đó, là cái thịt bò này là 7 đồng 99. Đó, 7 đồng 99, mà cái dĩ này một phao chín mấy thì dĩ này là 15 đồng, 15 đồng, gần 16 đồng. Cái này là một lát nữa là mình sẽ nướng áp chảo các bạn. Dạ mình áp chảo á, cái mình ướp tẩm gia vị xong mình áp chảo mình nướng mình ăn lễ chua kho. Còn cái đây á là tôm nè, tôm mình mua tôm có đầu nè, để về ví dụ như ram hoặc ăn hoặc là nấu hủ tiếu đồ đó bỏ vô nó sẽ ngon hơn. Cái này mình sẽ để nguyên bịch này để nó không có bị dơ. Còn đây là hai tép nha đam của mình nè mọi người, đó hai tép nha đam nè, hai tép nha đam này mình không biết nhiêu nữa, tại họ tính trong cái bill á, họ cân á, lúc mà ra tính tiền họ cân trên cái bàn á, bàn tính tiền. Wow, mình có mua một mớ đồ luôn. Đây nè, nước mắm nè các bạn, nước mắm này á họ làm từ giọt từ con hàu các bạn, nước mắm hàu mà mình nghe nói là nước mắm hàu ăn cũng ngon lắm, cho nên mình mua thử ăn nước mắm hàu xem sao. Này mình mua hai chai, thấy cái màu nó cũng đẹp nè, nhưng mà không, mình không có thấy cái độ đạm đâu hết trơn các bạn ơi, không thấy độ đạm đó, cho nên mua về ăn thử và kho thử, là nếu như nó ngon á thì mình ăn sống, mà nó không ngon thì mình kho. Mà tại vì mình có nước mắm ăn sống rồi thì mình mua cái này về mình kho. Còn cái này á là bồn bồn tương ớt nè các bạn. Ở Việt Nam á mình muốn ăn mấy cái bồn bồn này á là khi nào mà gia đình mà có tiền tùng á mẹ mình mới mua về đãi, chứ dạng mà Việt Nam mà làm khó tề ra tiền á, chính tiết kiệm đó mọi người. Còn này nước cốt dừa để mình nấu bún mắm, mình nấu trong cái nồi bún mắm. Còn cái này á là nước sốt để chấm xăm giang, cái loại này là cay nè các bạn. Đó, cái loại này bữa mình ăn rồi, cay rất là ngon. Còn cái loại này thì mình cũng chưa biết như thế nào, mình mua ba loại luôn, cái loại này có hương vị phô mai nữa. Mua về để khi mà nhà mình hay ăn đồ nướng mọi người, cái đó nó chấm đồ nướng ngon lắm các bạn. Đó, mình có mua một dĩ thịt nữa nè các bạn. Thịt nè, thịt 4 màu luôn nè, 7 màu chứ nhỉ. Màu này 7 màu các bạn. Đó, nhìn đẹp ha. Để mình về mình ăn thử xem sao. Nhà này á thích ăn thịt lắm, thịt nè, rau câu rồi đó, mê lắm. Còn này mình mua đậu xanh về, có khi á mình sẽ nấu chè hoặc có khi á mình đổ giá, cho nên mua đậu xanh nguyên hộp. Ở nhà thì thường chị Loan má hay mua đậu xanh cà đó, nửa hộp á. Còn mỗi lần mà mình muốn làm á khó lắm, muốn làm đổ giá đồ khó làm á, cho nên mua đậu xanh nguyên hộp luôn. Cỏ này đó là cá, này là cá bông lau mình mua một con thì hồi nãy một đồng mấy một phao các bạn, để mình đọc ở đây coi, 1 đồng 79 một phao là các bạn, mà con này là 5 phao 67 thì con này là 10 đồng mấy đó các bạn. Đó, 10 đô mấy là tương đương 200 mấy ngàn tiền Việt đó mọi người. Mà cá này bông lau bữa nay nhìn tươi quá trời luôn, ngon. Bên đây cá bông lau rất là ngon. Rồi mình mua hai con khô cá đù nè, hai con khô cá đù này thì 5 đồng 91 hai con nè các bạn, hai con này 5 đồng 91 mà giá nó là 3 đồng 99 một phao, 3 đồng 99 một phao, mà cái này là một phao 48 đó. Rồi mình thì mình thích ăn cá đù lắm, tại vì ở Việt Nam á mình ăn khô cá đù các bạn,
mà qua đây không ăn khô cá đùi, cho nên bây giờ mình mua khô, một con cá tươi về, xong cái mình bỏ vô, mình bỏ vô cái mình ngâm nước muối cho nó mặn, cái mình chiên lên ăn y thịt khô cá đùi à. Ăn con cá tươi ngâm muối ăn y thịt khô cá đùi các bạn thấy ha. Cái này là bánh xèo. Dạo này ở sau nhà mình có rau nhiều lắm rồi, cho nên mình làm bánh xèo ăn các bạn. Đó, mua bánh xèo, đổ bánh xèo, bánh khọt ăn. Đó. Anh ơi, mua thịt bò cho anh nè anh. Đó. Đó, này là tỏi nè, hành tím nè, hành trắng, hành vàng, hành tím, mình mua 3 loại luôn. Đó. Cái loại hành tím là thơm nhất. Rồi, còn bịch này. Ồ, bịch này là quýt. Quýt nha các bạn, quýt nè, quýt nha. Còn này là mì quảng à. Mì quảng này chắc mua về để ăn hủ tiếu rồi. Còn này hủ tiếu Nam Giang ăn liền à. Cái gì nữa à, này là nước tương. Nước tương Kano, hiệu Kano. Ở bên đây họ xài hiệu này nhiều lắm các bạn. Ở bên Việt Nam mình là thịnh là nước tương chinsu ha. Con này là bánh à, bánh nhân sô-cô-la nhân trà sữa. Con này là nước cốt me. Nước cốt me mua 3 bịch. Ở bên đây á, là thường là sẽ xài cái loại này, nó mau và nấu ăn nó rất là mau và tiết kiệm thời gian, thay vì là dùng me dầm á thì nó cũng được, nhưng mà giống như là mình mất đi khoảng một thời gian rất là nhiều, cho nên nhiều khi thời gian mà đi làm về á, tranh thủ làm cái gì nhanh lẹ đẻ thì nó tiện hơn, cho nên lấy cái bịch này nè. Các bạn nấu ăn xong các bạn đổ lên, trời nó chua. Nó chua còn hơn là me mà mình dầm luôn các bạn. Rồi, để xem còn cái gì nữa không. Ở bên đây đây nè. Đây, mình có mua một mớ rau salad ở nhà thì có, nhưng mà tại vì do mình thích ăn cái loại rau này cho nên mình mua thêm. Chứ salad ở sau nhà mình nó hái ăn, cứ hái bên đây rồi nó ra đợt bên kia vậy đó. Ồ, cái này là cải thìa đó, cải thìa nha đó, 2 bịch cải thìa. Với cái này mùng tơi các bạn. Còn cái này á là rau cải cúc, tất nhiên là rau tần ô đó các bạn, người ta gọi là rau tần ô đó. Rồi, bỏ đây đi. Đây. Ồ, mình có mua một bịch nho nè, nho đen nè, và một bịch nho xanh nữa các bạn. Nè, đó, mình mua hai bịch về để dành ăn. Mỗi lần đi làm cái mình đem theo một ít mình ăn. Ăn để lúc mà buồn miệng á, ăn. Tránh tình trạng ăn cơm nhiều quá mập ú quay. Còn này là cải gì đó. Giống như cải rổ vậy các bạn. Cái này mình nghĩ là cải rổ các bạn ơi. Đúng rồi, cải rổ các bạn. Mà cái loại nó nhỏ xíu à. Ăn nó ngon. Nó không giống như cải rổ Việt Nam mình, họ trồng bự hơn. Còn bên đây họ trồng nhỏ xíu à. Nè. Nó cải nè mình ăn. Cái loại này màu tím này nó ăn nó ngọt các bạn. Còn loại màu xanh thì ăn nó hơi đắng cái thân. À. Ớt nè. Ớt nè, ớt 4 màu luôn, màu cam, màu vàng, màu đỏ. Rồi, xào quá. À, nước cốt dừa. Tại thường ở nhà sẽ hay nấu chè đồ đó, bánh đồ đó, hoặc nấu la ru, curry đồ đó. Mà bữa giờ mình thấy nhà mình xài hết rồi, cho nên mua thêm 2 lon nước cốt dừa nữa để xe cua ở nhà, tới khi mà nấu khỏi phải thiếu này thiếu kia. Chứ giống như ở Việt Nam mình đi chợ, sáng đi chợ cơ, bữa này ăn cái gì thì mua đúng cái phần nấu cho cái đó thì nó dễ rồi. Nhưng mà tới khi mà mình cần á, có nhiều khi trong nhà không có, thiếu mệt lắm các bạn. Cái này tương đen này ông xã mình không hay ăn lắm, ông hay ăn hủ tiếu để ông xài á. Cái mình mua thêm chai tương đen nữa, với mà mình cũng hay ăn gỏi cuốn á, thì mình lấy cái này mình làm nước chấm á, nước tương chấm. Đây nè, cái này nãy mình mua 2 chai ha, đây 1 chai nữa là 3 chai. Một chai đen, chai đỏ, chai hồng. Còn này là xương sáo. À. Xương sáo lon.
xin xáo lon. Cái này là món này mình mê lắm nè các bạn, móng cá lóc mà. Móng cá lóc đu đủ nè, đó ngon ghê không? Cái loại này á, ăn hết sảy luôn, khỏi phải làm, nhìn ngon dễ sợ. Ở Việt Nam á, mỗi lần mà mẹ mình đi Châu Đốc á, là mẹ mình mua cái mắm này, mắm Thái về cho ăn, mê lắm. Cái này dầu hào nhà xài hao lắm, dầu hào xài hao lắm. Nước dừa tươi. Còn này gì đây? Khoai lang nè các bạn, coi ở Việt Nam khoai lang đầy, không thèm ăn, qua đây thấy khoai lang thấy thèm, đúng là cái gì nó thiếu cái nó thèm các bạn, dư nhiên vậy đó. Còn này là ngò ôm mình mua thêm để mình lấy cái gốc rồi mình trồng. Bữa giờ mình trồng mà mình thấy nó chưa có lên lắm. Còn này là hồng, trái đào nè, đào trong phim Tôn Ngộ Không gọi là đào tiên đó các bạn. Tỏi đào tiên đó, ăn là trường sinh bất tử đó. Cái bịch này gì nè, cái này là tôm. Cái này là tôm không đầu. Cái hồi nãy là tôm có đầu là mình mua, còn tôm không đầu này bà chị mình mua. Với cái này là một dĩa thịt bằm, một dĩa thịt heo bằm. Ở đây nó có bán ba loại thịt heo bằm, thịt gà bằm, thịt bò bằm, ba loại luôn các bạn. Các bạn thấy mình chết không? Đầy nhóc mình rồi đó, đầy nhóc luôn á, không có chỗ để ngồi luôn rồi đó. Nói là thôi bữa nay đi mua, ở nhà còn đồ nhiều lắm, không có mua nhiều, nhưng mà tới cùng thấy đồ nó đẹp, thấy đồ nó ngon quá. Nhưng mà có một số đồ mình cũng thiếu thì cái mua hồi cái cũng 200 mấy. Cái này là mì udon này, mì udon nữa, hai bịch udon. Cái gì nữa đây? Cái này bà chị mình mới mua, cái sở thích của bà mới mua bà ăn đó. Rồi gọi này, cái này là nem nướng. Cái loại nem nướng này ngon lắm mọi người. Đợt trước mình làm cho bà ăn, chắc bà thấy bà mê đó. Bữa nay bà làm, bà mua về cho bà ăn, bà mua về bà đãi mình. Này hành tím, cái này bà mua hai bịch hành tím, bên thì nãy mình mua ba bịch. Còn này là cà rốt, nhà mê ăn cà rốt lắm. Trong tủ mình còn một bịch cà rốt cho nên mình không có mua, tại vì thường á mình cà rốt mình hầm á, hầm thịt đó các bạn, hầm xương rồi đó, bỏ vô cho nó ngọt nước. Mua hết 200 mấy. Mua dĩ dâu. Vậy là mình mua hộp, bảo mua hộp luôn. Tại hai chị em tách ra đi riêng, cái mình không biết là bà có mua. Đây bà mua hộp nè, mua hộp ba đồng mấy, mình cũng mua hộp đó nè, hai hộp. Hai chị em mua hai hộp, mua cho cố vô ăn không hết rồi bắt đầu hư cái đầu, đem đi xay cho tố đồ rồi làm mứt đồ tà le chứ, nhảm lắm, xàm lắm. Còn này là cái gì? Cái này là xưng xăm mùi lá dứa. Đây, xưng xăm mùi lá dứa nha các bạn. Đây, kéo qua đây, nó chưa để rồi. Rồi, còn hai bịch nữa. Kéo lại. Này gì đây? Cái này là mình mua để mình nấu bún mắm nè các bạn. Bạch tuộc để mình nấu bún mắm nè ha. Rồi á, còn cái này là mực để mình mua về mình xào. Mình mua hai dĩa mực nè, hai dĩa mực về để xào. Xào bí bầu gì đó, đại loại ba dĩ. Mà cái mực này á thì nó cũng rẻ, 5 đồng 13 cent, 5 đồng 13 cent, 3 đồng mấy một phao, 3 đồng 99 một phao đó. 5 đồng mấy thì khoảng tầm 100 ngàn. Còn cái này là 4 đồng 99, cái này 5 đồng, cái này hơn 5 đồng, thì cái này khoảng 101, cái này khoảng 100 ngàn. Còn cái này là bạch tuộc này thì mắc hơn, bạch tuộc này 4 đồng một phao, 4 đồng mấy 5 đồng phao. Còn này là 3 đồng 99 là 4 đồng, mực thì 4 đồng, còn này 5 đồng, này mắc hơn đồng. Dĩ này 6 đồng mấy là khoảng 120. Rồi còn có bịch cuối cùng này nữa nè, mình mua cam. Cam này ăn ngon lắm các bạn,
mình có thể là cam này mình cắt ra mình vắt lấy nước, hoặc là mình cắt ra mình tách tách vỏ mình ăn á, nó cũng ngon lắm đó. Rồi một nhà luôn, wow. đây em chắc sắp lớp lên đâu, mọi người thấy không đó. Rồi xong, hôm nay video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé, và xem những cái món hàng mà mình đã mua cùng với giá cả của nó như thế nào. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Nhớ đừng quên đăng ký like, subscribe kênh cho mình với nhé. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.